biến bịa thế cho hai tô phở bò nè, cho hai tô phở bò à. Cho hai tô phở bò à. Cho à, bò cò chờ ó cho chờ ó cho ai ai hờ ai hai tờ ố tù phờ ơ phơ hỏi phở bờ o bo viền bò cho hai tô phở bò bây giờ cho nó cứ ao vậy cho nó cứ ao hai hai nó cứ pì pì lịch pì bao nhiêu nó pì tô tô nó cứ chan chan sờ lọ bao nhiêu nó ngày cái hai tô và phở phở nó cứ phở phở bò nó cứ phở sạch cô giống bọn là phở cô đây bà phở cô phổ biến miền biển sạch này không đang nghe bà mày dân vậy đó phở sạch cô ở Việt Nam hay là phở cô đó bà này mà nè phở bò phở cô đó. Cho hai tô phở bò ói phở à ói pí chan sà lỏ phở sạch cô bà ấy khổ hiện chôn chôn khổ mày pí san chan sà lỏ ở Việt Nam vậy chăng pi chan ta lo chứ cái âm vậy chan chỉ cơ chan p na còn vậy bị chan thì nè dân thời ta trần nam tha phía xa Việt Nam p đây dân hai mà hô của vậy cả đời ba viên ở đô bị chan này không năng ưu thế họ thì hai gạ bài sâu bao dân p phật dân nhằm nó kia đặt chan này cái chan tập bài thời bà chấn Việt Nam cái hai chan tập bài nó cứ dĩa và dĩa à, hai dĩa cơm à, hai dĩa cơm ok hai gì á chân tay mà đâu đập p phở kia đặt chan này kia đặt chan sò thế và chấn p nó dùng prai kia prai bịa tha chan sò và hai tô phở trong prai bịa tô à, tô tô nó cứ chan sò nữa và đập p dùng hai bài thêm p chấn bài thêm ở nơi Việt Nam kia đặt chan chan chật cơ hơi dường chấn p nó dùng hai ao bài so bài bài so thêm p chan chật cơ hai chân là mòn chan chật cơ chấn chén ở đây là hai chén bình à, cho cơm trắng hai chén cơm trắng hai chén bài xó pí chán chỉ cần cái lại nâng vô lại nè bà anh ngày khỏi hiển được chưa chân những đơn này p đại dân hai mi chè cái đại cái chán tập bài chấm p nó dân hợp hai hai chán tập bài giờ là hai chán chỉ cần hết bà hai cái tiêu thôi đã chán đấy gì chan sò chứ dân hai chan sò à, hai tô hủ tiếu hai tô nè ba hai thật tô lại nâng và hai chim miên sơ khác mình toàn